Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Triển vọng miền Trung tuần này. Chúng tôi xin gửi đến quý vị vấn đề liên quan đến phát triển các khu kinh tế ven biển, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Thưa quý vị, các khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có bờ biển dài khoảng 1.665 km. Với tiềm năng và lợi thế về biển, các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đang tập trung phát triển các khu kinh tế ven biển. Đến nay, sau gần 20 năm, khu vực này hiện có 11 khu kinh tế ven biển trong tổng số 19 khu kinh tế ven biển của cả nước. Các khu kinh tế ven biển đã và đang có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương nơi đây. Tuy nhiên, sự phát triển của các khu kinh tế này vẫn chưa đạt được những mục tiêu và kỳ vọng đặt ra như Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đánh giá. Năm 2015, giá trị sản xuất của 11 khu kinh tế ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đạt gần 189.000 tỷ đồng. Sau 5 năm, con số này tăng lên gấp 3,6 lần, đạt hơn 675.000 tỷ đồng. Quy mô sản xuất các khu kinh tế ven biển cũng tăng từ 12% năm 2015 lên 28% năm 2020. Năm 2020, cùng với quy mô và giá trị sản xuất tăng, giá trị kim ngạch xuất khẩu từ các khu kinh tế này đạt trên 196.000 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần so với năm 2015. Có thể thấy, mỗi khu kinh tế biển đều đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và khu vực. Thế nhưng, điều đáng nói là trong số 11 khu kinh tế ven biển, có 4 khu kinh tế là Nghi Sơn Thanh Hóa, Vũng Áng Hà Tĩnh, Chu Lai Quảng Nam và Dung Quất Quảng Ngãi đã chiếm hơn 80% giá trị sản xuất của toàn vùng. 7 khu kinh tế còn lại đóng góp chưa đến 20%. Điều này cho thấy hiện có nhiều khu kinh tế chưa hoạt động đúng tiềm năng và lợi thế. Sự phân hóa giữa các vùng đang ngày càng có sự chênh lệch. Khu kinh tế ven biển Hòn La nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Bình. Có cảng nước sâu, có đường bộ quốc gia đi qua. Cảng biển Hòn La có vị thế thuận lợi cho phát triển dịch vụ logistics trung chuyển hàng hóa quốc tế. Khu kinh tế Hòn La được xem là động lực của tỉnh Quảng Bình do nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây, nối vùng Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan. Thế nhưng, việc thu hút đầu tư vào khu kinh tế này còn nhiều hạn chế. Tính đến tháng 3 năm 2023, khu kinh tế Hòn La mới thu hút được 68 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký khoảng gần 107.000 tỷ đồng. Vừa qua là đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý để là thực hiện cái điều chỉnh quy hoạch chung. Và vừa qua là Ban Quản lý Khu Kinh tế đã phối hợp với là Viện Quy hoạch thuộc Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung. Và sau khi mà cái quy hoạch chung là được thông qua Thường vụ Tỉnh ủy, thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đó là một cái căn cứ, một cái cơ sở để thực hiện kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng khu kinh tế Hòn La phát triển trong tương lai theo cái hướng hiện đại. Còn khu kinh tế Nhân Hội, tỉnh Bình Định, được khánh thành từ năm 2005, tổng diện tích 12.000 ha. Tuy nhiên, những năm gần đây, do nhiều vướng mắc, khu kinh tế ở Bình Định mới bắt đầu thu hút các dự án du lịch, dịch vụ, công nghiệp. Đây là khu nhà xưởng rộng 60.000 m2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Cust Việt Nam, tại khu công nghiệp BKMX V-Ship Bình Định, thuộc khu kinh tế Nhân Hội. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 40 triệu đô la Mỹ, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý 3 năm 2023. Đây cũng là dự án công nghiệp đầu tiên triển khai tại khu công nghiệp BKMX V-Ship Bình Định. Tiềm năng mà chúng tôi đã thấy được ở BKMX V-Ship Bình Định, đó chính là lợi thế về vị trí địa lý, gần cảng biển, gần cảng hàng không, hệ thống các trường đại học có đủ năng lực để đào tạo nguồn nhân lực mà chúng tôi đang cần. Là nhà đầu tư tiên phong, chúng tôi tin rằng sẽ có thêm những nhà đầu tư lớn nữa sẽ quyết định xây dựng các nhà máy ở đây. Năm 2023, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định đề ra chỉ tiêu thu hút hơn 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào khu kinh tế Nhân Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều dự án khi triển khai lại liên quan đến quy hoạch giải phóng mặt bằng. Hiện nay, tỉnh đã cơ bản là hoàn thành cái quy hoạch chung của khu kinh tế Nhân Hội. Cái thứ hai là cũng xác định được các cái dự án trọng tâm trọng điểm, các cái ngành nghề là ưu tiên khuyến khích đầu tư, thay đổi cách để mà chúng ta thu hút đầu tư
không phải chúng ta ngồi chúng ta chờ nhà đầu tư đến, mà chúng ta phải tiếp cận nhà đầu tư kể cả trong nước kể cả ngoài nước. Và tới trong năm 2023 này thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều cái đoàn để đi xúc tiến đầu tư ở các cái khu vực kể cả châu Âu kể cả châu Á, nhất là các cái khu vực ở Bắc Đông Bắc Á. Được đánh giá là một trong những khu kinh tế năng động nhất miền Trung, khu kinh tế Dung Quất có lợi thế rất lớn nhờ ngành lọc hóa dầu và công nghiệp nặng. Hiện nay, khu kinh tế Dung Quất có trên 340 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng trên 370.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án lớn như dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, nhà máy công nghiệp nặng Busan, dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ V-Ship Quảng Ngãi. Tuy nhiên, trong khi số dự án thu hút đầu tư vào khu kinh tế này tăng, thì số dự án chậm triển khai và bị thu hồi cũng tăng theo. Bên cạnh đó, hiện nay đang có sự mất cân đối giữa yêu cầu về hạ tầng, tiện ích với khả năng đáp ứng về nguồn vốn đầu tư. Đây cũng sẽ là lực cản đối với sự phát triển của khu kinh tế Dung Quất. Hiện nay là công tác là hệ thống hạ tầng giao thông tại khu kinh tế Dung Quất đã xuống cấp quá nhiều. Ủy ban tỉnh cũng như là các bộ ngành cũng có hỗ trợ trong thời gian qua nhưng mà chưa đủ xứng tầm với cái nhu cầu của nó. Đặc biệt là công tác cảng thì đã yên tâm, nhưng mà về đường bộ thì hiện nay là xuống cấp rất nhiều. Bên cạnh đó, các khu kinh tế Nam Phú Yên, khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa, khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế cũng gặp không ít khó khăn trong thu hút đầu tư. Dù lãnh đạo địa phương rất nỗ lực xây dựng các chương trình xúc tiến và dành một số ưu đãi cho nhà đầu tư. Tại hội thảo về phát triển kinh tế biển ở Việt Nam, thực trạng và những vấn đề đặt ra được tổ chức mới đây tại thành phố Đà Nẵng, các ý kiến chuyên gia cho rằng mỗi một khu kinh tế ven biển đều có tiềm năng, lợi thế riêng biệt. Thế nhưng thời gian qua, cơ chế chính sách phát triển các khu kinh tế ven biển dường như thiếu đột phá và đủ mạnh theo yêu cầu phát triển. Các cơ chế chính sách chung tuy đã tạo ra sự bình đẳng nhưng khá cứng nhắc, chưa phù hợp với tính chất đặc thù của các địa phương, kéo theo tình trạng phân tán và đầu tư dàn trải. Nhiều địa phương vẫn còn tồn tại tư duy phát triển kinh tế đơn lẻ, thiếu liên kết vùng, dẫn đến cạnh tranh đối đầu, triệt tiêu lẫn nhau. Chúng ta mới phát triển nhưng mà cái tỷ lệ lấp đầy ở các khu kinh tế kém xa cái mức lấp đầy, độ lấp đầy của phía Bắc hay là phía Nam. Nhưng mà chúng ta còn tiềm năng rất lớn, nhưng muốn phát triển thì phải có cái sự điều chỉnh làm sao đó để mà tạo ra một cái động lực. Có nghĩa là chúng ta rất là nhiều khu kinh tế, càng nhiều thì nó càng loãng, cho nên là cần phải có một cái định hướng là chuyên môn hóa như thế nào, liên kết phối hợp như thế nào để tạo ra một cái xung lực chung. Phát triển kinh tế biển của các tỉnh miền Trung phải đặt trong cái sự phối hợp, trước hết là phải sự phối hợp giữa các cái chính quyền địa phương, các tỉnh, sở ngành. Thứ hai phải trong cái tổng thể là phải có chiến lược phát triển biển liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chiến lược phát triển bền vững. Thứ ba nữa là trong từng ngành, tiểu ngành cũng phải có những cái tiêu chí và những cái quy định cụ thể trong phát triển bền vững. Do đó, chính phủ cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách chung cho các khu kinh tế ven biển để phát triển theo đúng định hướng quy hoạch quốc gia, phù hợp với đặc điểm lợi thế của địa phương, nhằm thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng theo ngành nghề ưu tiên chiến lược. Bên cạnh đó, cần gắn sự phát triển của khu kinh tế với các vùng đô thị ven biển, tạo thành các chuỗi đô thị gắn với các cảng nước sâu và khu kinh tế. Việc xây dựng các khu kinh tế mới phải có sự tích hợp với hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và sân bay. Có như vậy, các khu kinh tế ven biển khu vực miền Trung mới có thể cất cánh, tạo động lực phát triển cho cả vùng kinh tế khu vực. Thưa quý vị, vừa qua hàng loạt các khu kinh tế ven biển miền Trung đã được điều chỉnh quy hoạch chung. Những thay đổi trong quy hoạch sẽ tạo ra cơ hội phát triển như thế nào cho các khu kinh tế ven biển? Vấn đề này chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình tuần sau của chuyên mục Triển vọng miền Trung. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.